Vâng, xin dòng kính chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Tới Tinh Tế Nội Thất Thanh Tâm. Video ngày hôm nay thì Tới sẽ đáp thắc mắc một số câu hỏi cũng như anh chị cũng đã gửi về đến cho Tới, đó chính là chậu để trang đúc có thật sự là đúc hay không hay là hàng. Còn bây giờ cùng với Tới phân tích điều này nhé. Trước mắt tất cả anh chị, đây là một phiên bản chậu để trang đúc bên ngoài thị trường chúng ta hay nói là dập liền khói, nhưng ở sản phẩm này Tới xin khẳng định tất cả anh chị mình đó là có hàng. Hàng những vị trí nào và hàng ở đâu, tại sao người ta vẫn khẳng định nó là dòng cái đúc, thì anh chị xem hết có tới theo trên Tới tìm hiểu anh chị nhé. Thì đầu tiên thì tất cả anh chị ở đây chúng ta sẽ thấy được hai học hai bên những vị trí này là chúng ta hoàn toàn không thấy một khóa hàng gì cả, đơn giản rất là bình thường. Bên ngoài thì được phủ một lớp sơn chống ẩm cũng như là miếng dán chống ngòm, thì anh chị chúng ta không thể nào biết được đâu là vị trí nó có hàng hay là không. Đến với phiên bản này, Tới cho anh chị mình xem tất cả các ngóc ngách, tất cả các ngóc ngách nhỏ lẻ của cái chậu này, chúng ta sẽ có thấy được là những vị trí là hàng nó nằm ở đâu như thế nào anh chị. Ở đây anh chị có thể nhìn thấy rõ những vị trí này, những vị trí dòng chậu, tất cả dòng chậu đúc này, hai bên ngoài hai thị trường hay gọi liền khó, thì những dòng chậu đúc này anh chị, những vị trí ngóc này là đều có hàng cho tất cả anh chị mình hết á, đều bốn cạnh bốn chậu đều có hàng cho tất cả anh chị mình hết nè. Đây, bên đây vị trí này là chúng ta có hàng á, bên hai bên này là chúng ta không có hàng anh chị nha. Bốn góc bốn chậu này đều bên ngoài đều hàng hết. Ở phiên bản này á, là loại phiên bản là chúng ta bên ngoài là không có phun sơn chống ẩm, thì anh chị mới có thể nhìn thấy được cái vị trí này thôi. Để tăng độ sáng cho điểm thấy nè. Đây, thì anh chị có thể nhìn thấy vị trí này, đấy là có hàng mà phun sơn nhẹ lại ha. Ở phiên bản mà không sơn thì anh chị có thể nhìn thấy được. Nhưng còn đặc biệt ở phiên bản mà chúng ta có sơn á, sơn chống ẩm bên ngoài, thì anh chị sẽ không bao giờ nhìn thấy được các vết hàng nằm đâu anh chị nhé. Đây, đó. Những điểm này là chúng ta có hàng, nhưng mà hàng bên ngoài và bên trong mà không thấy được. Tại bên trong thứ nhất là bên trong đánh một loại mờ đó, cũng làm mờ như vậy nên chị nó không phân biệt được đâu là dòng chậu hàng hay là không hàng. Đây anh chị ha, tất cả dòng chậu đúc này thì những cái góc này anh chị ha đều có hàng hết nha anh chị nhé, đều có hàng hết trên anh chị nhé, trên tất cả thị trường tất cả hãng luôn đều có hàng những vị trí này anh chị nhé, không có dập liền khói 100% đâu nha anh chị nhé. Thế mà tất cả anh chị chúng ta so sánh giữa hai phiên bản có sơn và không sơn thì anh chị mới nhìn rõ được đâu là những vị trí hàng của họ. Ở bên ngoài thị trường thì có rất nhiều đơn vị, khi mà chúng ta bán hàng á, chúng ta lại quên đi một cái là phương châm là uy tín thứ nhất đặt lên hàng đầu. Bên Tới phương châm bên cái hàng Tới là uy tín, chất lượng đặt lên hàng đầu, hàng như thế nào thì nói hàng như vậy. Cho nên là những sản phẩm này là chúng ta có hàng anh chị nhé, có hàng những vị trí này. Nếu mà dòng phun sơn thì chúng ta không nào thấy được mỗi vị trí hàng cả, cho nên là bên ngoài thị trường nhiều người nói vị trí hàng thì vị trí dập liền khói thì đó là không đúng nha. Thì cũng mong qua cái clip này, cũng mong là tất cả anh chị chúng ta cũng là một người mua hàng thông thái, một người tiêu dùng thông minh, và gửi gắm đến tất cả anh chị mà chúng ta cùng bán hàng cùng ngành với Tới thì hãy đúng giá trị thật của sản phẩm để cho người tiêu dùng chúng ta biết được đâu là hàng như thế nào anh chị nhé. Còn bây giờ thì cuối clip thì xin thân ái và hẹn gặp lại tất cả anh chị trong một clip tiếp theo. Bye bye.